Xưởng sản xuất, chế biến, kinh doanh đồ gỗ là nơi tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao, đặc biệt là vào mùa hanh khô. Nơi đây thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu từ gỗ, dung môi sơn, hàng thành phẩm, bụi, mùn cưa. Chỉ cần chủ quan, lơ là thì việc cháy nổ hoàn toàn có thể xảy ra và dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên hiện nay, bên cạnh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì vẫn còn nhiều nơi chưa tuân thủ, nhất là các cơ sở gia công, chế biến gỗ nhỏ, lẻ, xưởng mộc và các cơ sở chế biến gỗ tại gia. Do đó, chủ cơ sở sản xuất và người lao động làm việc tại xưởng cần phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy để giảm thiểu ngăn ngừa các sự cố cháy nổ có thể xảy ra. Thời gian qua, tình hình cháy nổ tại các cơ sở sản xuất đồ gỗ diễn biến phức tạp. Chỉ trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, hàng chục vụ cháy từ quy mô nhỏ đến lớn đã xảy ra tại những khu vực này, gây nhiều lo lắng cho người dân. Ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã xảy ra một vụ cháy xưởng gỗ với diện tích cháy khoảng 100m2. Thiệt hại ước tính 50 triệu đồng. Rạng sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024, một xưởng gỗ công nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông ở xã Thạnh Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã bốc cháy dữ dội. Sau 5 giờ chữa cháy, đến 6 giờ ngày 17 tháng 1, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiến hành bơm nước từ các hồ xung quanh để dập lửa. Dù vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người, nhưng bên trong, hàng tấn gỗ ép công nghiệp bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 1, tại khu vực giáp danh giữa thị trấn Thanh Sơn và xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, một nhà xưởng chuyên làm ván bóc, ván ép, các thành phẩm liên quan đến gỗ đã bốc cháy dữ dội. Đám cháy lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Sau hơn 7 giờ triển khai lực lượng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy. Dù vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản trong khu vực nhà xưởng này đã bị thiêu rụi. Những vụ cháy này một lần nữa cho thấy nhiều lỗ hổng về phòng cháy chữa cháy tại các xưởng gỗ hiện nay, khiến cho nguy cơ cháy nổ tại đây luôn thường trực và thường lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ nội thất trên địa bàn thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khu vực xưởng sản xuất cũng là nơi ở của cả gia đình. Kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chỉ ra nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ. Đồ gỗ, vật liệu dễ cháy, sắp xếp bừa bãi, chưa đảm bảo khoảng cách. Hệ thống đường dây điện chưa được đấu nối và đi trong ống ghen. Tại phòng đặt máy CNC, không có người trông coi. Tuy nhiên, chủ cơ sở đã tự ý bố trí mút xốp xung quanh. Điều này gây mất an toàn và có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào. Cái phòng cháy chữa cháy của mình nếu mà như cái phòng đục của mình nó chưa phải là an toàn lắm. Tại vì nếu mà xảy ra cái chỗ ý thì phần gỗ thì mình không nói, những cái xốp thì chắc chắn là nó cũng dễ bị ăn cháy, cũng phải có ghen trước đoàn hoàng thì thế thì nó phòng cháy cháy thì nó tốt hơn, hay là nó đơn giản. Nhưng mà chắc chắn mình đã ngày 1, ngày 2 đây mình sẽ làm lại toàn bộ hệ thống điện. Tại cơ sở này, dù đã trang bị các thiết bị dụng cụ về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý việc đấu nối sử dụng điện. Việc chưa thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy có thể dẫn đến tình trạng chập cháy, gây nguy hiểm cho những người làm việc trong xưởng và khu dân cư xung quanh. Toàn bộ cái đường dây điện đi trong ống ghen kín, ống ghen bảo vệ, ống ghen chống cháy bảo vệ là phần thứ nhất. Phần thứ hai, tất cả các cái bảng điện này mình có phải có đưa vào hộp nhé. Hộp
khi ngắt, khi xảy ra cháy thì nó chạm chầm nó rơi toàn bộ trong hộp, nó sẽ không ảnh hưởng, không gây cháy lan. Đây mình để toàn bộ các vật dụng của mình là che chắn hết về phần cầu giao điện này, hai là cái đường dây điện này mình đi nó sẽ gây chạm chập, nó sẽ chạm chập toàn bộ cái hệ thống mạng điện của mình. Cái phần thứ ba là yêu cầu chủ xưởng là mình để một cái hành lang thông thoáng, khi xảy ra sự cố thì cái đường lưu thông của mình khi thoát hiểm hay là di chuyển đồ vật nó sẽ dễ dàng. Đây mình để toàn bộ như khu vực cuối này của mình là bị chặn. Phòng cháy chữa cháy thì bên cơ sở thì luôn luôn là chấp hành những cái quy định với cả cái phòng chống của bên trên các bác thành phố huyện đưa ra, lúc nào cũng có đầy đủ các bình chữa cháy với những cái phương tiện để mình phòng cháy. Làm về đồ gỗ nhiều nên là những cái phòng cháy này nó rất là quan trọng với cơ sở, để và mình tránh được những cái rủi ro, chủ cơ sở cũng sẽ tiếp thu và sẽ là làm những cái mà bên các anh đã chỉ đạo ra. Theo thống kê, trên địa bàn xã Sơn Đồng có trên 700 hộ sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Trong số này có 268 hộ có nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, lực lượng chức năng đã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ sở cũng như công nhân làm việc tại xưởng. Hiện nay ấy, nguy cơ cháy nổ là thường là điện và sử dụng cái máy CNC. Hiện nay máy CNC là cũng thường xuyên vận hành rất là nhiều mà nó chạy suốt ngày suốt đêm. Đây là một cái nguy cơ mà sinh nhiệt dễ xảy ra cháy nổ. Do đó là cái công tác tuyên truyền đối với cái cơ sở sản xuất này hết sức quan trọng. Và chúng tôi giao cho cái lực lượng công an và đồng chí trưởng thôn là thường xuyên kiểm tra nắm bắt và hướng dẫn người dân phải thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho gia đình và người thợ. Cơ sở chúng tôi thì có khoảng hơn 10 nhân công, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn quán triệt là không được hút thuốc trong khi đang làm việc, và đặc biệt là khi hết giờ thì phải cắt điện tổng để đảm bảo về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng cho các anh em đi tập huấn ở trên công an huyện theo cái sự hướng dẫn, và nói chung là cơ sở của chúng tôi thì là được cấp cái chứng nhận về cơ sở an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở này ở xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ gỗ mây che đan. Đây vừa là nơi làm việc, vừa là nơi được tận dụng để nấu nướng, nghỉ ngơi vào buổi trưa của công nhân. Kiểm tra thực tế tại xưởng, lực lượng chức năng đã chỉ ra nhiều tồn tại về phòng cháy chữa cháy cần phải khắc phục. Trong số này, vấn đề đáng lo ngại nhất là hàng hóa còn sắp xếp lộn xộn, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn. Thậm chí đường dây điện còn để dưới đất, lẫn với đổ gỗ, mùn cưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Tại cơ sở là cái hệ thống đường dây điện này chưa được đi trong ống gen, và nhất là cái vị trí ổ điện giữa để trực tiếp sản xuất kìa của anh ấy, là nó có cái tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ rủi ro dễ chập cháy. Đấy, yêu cầu là cơ sở phải khắc phục và làm lại cái hệ thống đường dây điện đi ngầm. Đối với cơ sở của anh hiện tại là đang đun nấu thờ cúng tại xưởng, thì đoàn kiểm tra yêu cầu là cơ sở là không được đun nấu thờ cúng. Đấy, tránh trường hợp để xảy ra cháy lan sang các vị trí. Bên em là cũng là có đoàn kiểm tra này, cũng là sau cái đợt này là cũng rút kinh nghiệm, còn những cái gì thiếu sót thì sẽ bổ sung làm nốt. Bên các anh cũng là phổ biến là bên đường dây điện và những cái mạng nhện bám nhiếc là mình phải xử lý cho nó sạch, và những cái đường dây điện là mình phải xử lý ra để ngầm đi cho nó an toàn. Xã Phú Túc là nơi tập trung nhiều hộ gia đình sản xuất đồ gỗ mây che đan của huyện Phú Xuyên. Dù chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn không ít người dân chủ quan, lơ là. Nhà đây là nhà ở, đất nó rất là chật, mà các hộ thì là tích hàng, tức là cái hàng hóa, rồi là đồ gỗ, rồi là mây che răng đan, tức là nó rất là cao. Tức là nguy cơ cái không gian để bố trí cái sinh hoạt là nó cũng kém. Chính như vậy là cái không gian chật,
cái nguy cơ thực ra nó cũng rất là cao. Chính vì vậy anh em tôi cũng xác định thì cũng đang yêu cầu các hộ này phải vận động, tức là phải chung nhau 3-4 hộ phải mua một cái máy, tức là máy lổ để công tác phòng cháy chữa cháy. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thường tập trung một lượng lớn các chất dễ cháy như nguyên vật liệu từ gỗ, dung môi sơn, hàng thành phẩm, bụi, mùn cưa. Trong quá trình hoạt động, nếu không có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, rất dễ dẫn đến phát sinh cháy, nổ, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp. Việc sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ thường thải ra nhiều giam bào, gỗ, dư thừa, đặc biệt là mùn cưa. Nếu không vệ sinh nhà xưởng thường xuyên thì nguy cơ gây cháy là rất cao. Hệ thống dây điện bị lão hóa, thậm chí còn câu mắc điện nội bộ chằng chéo, hết sức nguy hiểm. Việc sắp xếp hàng hóa không khoa học khi có sự cố cháy nổ thường khó xử trí kịp thời. Đối với lại công an huyện thì tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản, kế hoạch và các quy định về công tác phòng cháy cháy. Đã thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy đối với Ủy ban Nhân dân xã. Thì qua đó thì ban chỉ đạo sẽ phối hợp với lại các đội nghiệp vụ của công an huyện để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng cháy cháy đối với khu vực làng nghề, mà nhất là khu vực nghề gỗ. Thì thường xuyên tuyên truyền cho bà con, nhân dân và các hộ kinh doanh sản xuất về mặt hàng gỗ hiểu biết về công tác phòng cháy cháy bằng các tuyên truyền các buổi mà do Ủy ban Nhân dân xã triệu tập và cũng như là tuyên truyền để người dân lên để nắm bắt được kiến thức về phòng cháy cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo các cơ sở cần chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, các vật liệu dễ cháy đặt ở khoảng cách an toàn. Không hút thuốc trong xưởng. Có đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nguồn nước và đảm bảo giao thông. Thực hiện tốt công tác vệ sinh nhà xưởng. Đảm bảo an toàn trong hệ thống cung cấp điện. Trang bị lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, tường ngăn cháy và sàn chống cháy. Các công đoạn sản xuất, sấy gỗ, phun sơn, đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy. Nhà xưởng mới xây dựng hoặc mở rộng có hồ sơ xin cấp phép phòng cháy chữa cháy do cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định và phê duyệt. Từ đó sẽ góp phần quan trọng hạn chế được những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Chúng tôi thành lập các cái tổ liên gia an toàn phòng cháy và các tổ này là chúng tôi đã yêu cầu tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Có nghĩa là gì? Người ta đã được va chạm với tình huống giả định cháy nổ và người ta xử lý. Trong các cái tổ liên gia này thì hiện tại là người ta trang bị các cái kẻng báo động cháy, thì khi bất kỳ một thành viên nào hoặc là kể cả không phải là thành viên của tổ liên gia nhưng phát hiện cháy mà gần vị trí kẻng nhất thì người ta sẽ ra gõ kẻng báo động, và tất cả tổ sẽ sử dụng các phương tiện chữa cháy, ví dụ như bình chữa cháy rồi là kìm cộng lực, búa tạ, xà beng để coi như là phá cửa cứu người, cứu tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu. Thì đầy đủ các quy trình chúng tôi đều hướng dẫn cho các tổ này thực hiện. Trong trường hợp đám cháy bùng phát lớn, vượt ngoài khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, cần thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số máy 114 hoặc gọi điện thoại cho công an nơi gần nhất. Đồng thời cắt cử, phân công người dân để hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đảm bảo lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất.